Thưa quý vị và các bạn, thực hiện theo chương trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Habro đã hoàn tất mọi thủ tục nội dung công việc cho phương án cổ phần hóa hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt. Theo đó, hình thức cổ phần hóa công ty mẹ Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Habro là kết hợp hình thức bán toàn bộ phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Về cơ cấu vốn điều lệ, nhà nước không nắm giữ cổ phần. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 1.074.000 cổ phần, chiếm 0,49% vốn điều lệ. 75.926.000 cổ phần sẽ bán đấu giá công khai, chiếm 34,51% vốn điều lệ. 143 triệu cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 65% vốn điều lệ. Giá khởi điểm chào bán cổ phần lần đầu khi thực hiện cổ phần hóa Habro dự kiến là 12.800 đồng một cổ phần. Thực hiện cái chương trình cổ phần hóa Tổng Công ty Thương mại Hà Nội theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố và Thủ tướng Chính phủ, thì Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa tổng ty để chỉ đạo tổng ty triển khai các bước của cổ phần hóa. Ban chỉ đạo đã căn cứ vào các cái quy định của nghị định 59, các nghị định, thông tư, hướng dẫn có liên quan của nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước để chỉ đạo tổng ty thực hiện các cái bước cổ phần hóa. Đến nay thì phương án cổ phần hóa tổng ty đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chúng tôi đang tổ chức công khai minh bạch bản cáo bạch của tổng công ty lên các cái phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức chuẩn bị cho cái đợt IPO chính thức bán đấu giá cổ phần lần đầu của tổng ty ra công chúng vào ngày 30 tháng 3 tới đây tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Theo kế hoạch, sau khi tiến hành IPO vào cuối tháng 3 này, vốn điều lệ của Habro lên tới 2.200 tỷ, trong đó có 65% cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược. Hiện Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt cho công ty trách nhiệm hữu hạn Moto NA Việt Nam Vinamco tham gia mua toàn bộ 65% cổ phần Habro và trở thành cổ đông chiến lược của Habro. Căn cứ vào các yêu cầu cụ thể thì đã xây dựng cái tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược phù hợp. Điểm đặc biệt là nhà đầu tư chiến lược phải là một đơn vị có tiềm lực tài chính, kinh doanh có hiệu quả, có lãi, và đặc biệt nhà đầu tư chiến lược của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội phải là cái đơn vị có ngành nghề sản xuất kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh chính của tổng ty, tức là thương mại quốc tế, xuất nhập khẩu và phát triển hệ thống thương mại nội địa. Sau khi tiêu chí được xây dựng và được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, thì tổng ty đã tổ chức công khai minh bạch tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cùng với quy trình lựa chọn nhà đầu tư chiến lược lên các phương tiện thông tin đại chúng để lựa chọn, và nhà đầu tư chiến lược sau khi đáp ứng được các yêu cầu chặt chẽ, đúng quy định pháp luật về nhà đầu tư chiến lược thì đã được lựa chọn. Việc cổ phần hóa ít nhiều đã ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ, công nhân viên và người lao động đã nhiều năm gắn bó với đơn vị. Do vậy, công tác tuyên truyền và những chính sách cho người lao động là rất cần thiết. Sau khi nghiên cứu chế độ chính sách được tuyên truyền chủ trương, cũng như là thông qua phương án lao động, phương án cổ phần hóa tổng ty, thì có thể nói là tập thể cán bộ, toàn thể cán bộ công nhân viên chức của tổng ty rất là tin tưởng vào cái chủ trương cổ phần hóa của Đảng nhà nước, và cái phương án lao động, phương án cổ phần hóa tổng ty đều được thông qua 100%, và mọi người đều rất là phấn khởi. Cá nhân tôi cũng hoàn toàn yên tâm về cái sự phát triển của tổng công ty cũng như là về cái tương lai của cá nhân tôi. Bản thân tôi thì ngoài cái việc được mua cổ phần ưu đãi theo cái chính sách của nhà nước thì tôi cũng có đăng ký mua thêm cổ phần ưu đãi mua thêm, và để cũng thể hiện cái sự gắn bó, nó cũng vừa là cái quyền của người lao động và thể hiện cái sự gắn bó của cá nhân tôi đối với là tổng công ty sau cổ phần hóa. Theo đúng phương án sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa và định hướng phát triển của tổng công ty, quá trình cổ phần hóa bảo đảm thu hút được nhà đầu tư chiến lược, nâng cao trình độ quản lý, chất lượng nhân lực, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.